À đây tiện thông báo luôn. Anh em có cái thùng combo đến hôm nay là thùng cuối cùng. Anh em nên lấy. Như đã nói thì khi nào mà hết hàng thì tôi sẽ xóa hai cái video đấy đi. Hôm nay tôi đã xóa đi rồi. Đây còn một thùng cuối cùng anh em nên lấy này. Hôm nay tôi đang lôi cái chợt máy quay ra tôi test thử. Xem nào. Hay đấy em ạ. Nhưng mà cái này nó không có cái bộ đệm thủy lực giống của bọn anh quay phim. Bộ đệm thủy lực của bọn anh ấy, giật kiểu gì giật nó cũng không bao giờ nó rung. Nó có cái bộ đệm thủy lực ở đây này. Cái này nó quay bằng điện thoại. Quay bằng cái chân quay điện thoại nên là nó không được ổn định như lắm. Cái bẻ gập cái ghế này nó vẫn rung, nó vẫn rung. Đây anh em thùng cuối cùng đánh thoải mái luôn. Đây là thùng cuối cùng nhá anh em. Hết rồi. Nếu mà muốn có ấy, tôi xin hẹn với anh em tầm này sáng năm. Ok. Cái video này mục đích thì thứ nhất là test cái máy chân máy quay, cái thứ hai nữa là thông báo với anh em là hết đồ. Bây giờ chỉ còn lăng xê lẻ thôi nhá. Lăng xê lẻ thì vẫn còn vài khoảng tầm vài chục bộ đấy. Anh em nào lấy bảo tôi chuyển trước, tôi nghỉ trước ngày 20 âm. Ok anh em. Có nghĩa là đến sáng ngày 20 thì vẫn chuyển. 21 anh em gọi lấy đồ tôi sẽ không chuyển đâu nhá. Ok.